Bình Định thông báo khẩn tìm người trên chuyến bay có 3 ca mắc COVID-19. Sau khi phát hiện 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 đi cùng trên một chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Phù Cát, Sở Y tế Bình Định đã phát đi thông báo khẩn tìm người. Sáng ngày 25 tháng 7, Sở Y tế tỉnh Bình Định đã phát đi thông báo khẩn về việc tìm người đi cùng chuyến bay Vietnam Airlines số hiệu VN1394 từ sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Phù Cát, Bình Định, hạ cánh lúc 13 giờ ngày 19 tháng 7. Theo đó, Sở Y tế Bình Định thông báo cho những người đi cùng chuyến bay cần khẩn trương liên hệ ngay và thực hiện khai báo y tế với cơ quan y tế gần nhất để kịp thời được tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn các biện pháp theo dõi sức khỏe, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú cho đến khi có sự hướng dẫn của trung tâm y tế, trạm y tế địa phương, gọi điện qua đường dây nóng đến số 1800-9271 Sở Y tế, 0888-717559 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Định, cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. Trước đó, vào chiều ngày 24 tháng 7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định đã thông tin về các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 vừa phát hiện trên địa bàn. Trong đó, 3 người địa chỉ thường trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định dương tính SARS-CoV-2 cùng chuyến bay Vietnam Airlines số hiệu 1394 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Phù Cát, hạ cánh lúc 13 giờ ngày 19 tháng 7.